ngày 29 tháng 11, nguồn tin của tuổi trẻ online cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự trong Win Cho, 35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, giám đốc công ty Krista Việt Nam để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Tại cơ quan điều tra, bước đầu cho Win Cho khai nhận do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc nên một mình ra tay sát hại đồng hương hàng Tông cúc, phi tàn sát, bỏ xác nạn nhân vào túi ni lông và vali. Theo đó, năm 2018, Châu Minh Cho thuê căn nhà ở khu dân cư Hiêm Lam, phường Tân Hương, quận 7, làm trụ sở công ty Krita Việt Nam. Quá trình hoạt động kinh doanh không suôn sẻ, Châu Minh Cho bị nợ nần nhiều. Trong đó, Châu Minh Cho có nợ Hang tông cúc nhiều tỷ đồng và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Cuối tháng 11 năm 2020, Châu Minh Cho thông báo sẽ trả lại căn nhà thuê làm trụ sở công ty. Ngày 26 tháng 11, Châu Minh Cho hẹn gặp Hang Tông Quốc tại công ty để nói chuyện, giải quyết khoản nợ nần và Hang Tông Cúc đã lái xe hơi hiệu Kia, xe thuê đến công ty của Trong Minh Cho. Tại căn nhà chỉ có hai người, Trong Minh Cho đã rủ Hang Tông Cúc uống bia và nói chuyện. Do Châu Minh Cho chủ động bỏ loại thuốc bê vào trong bia cho Hang Tông Cúc uống nên sau đó nạn nhân mệt mỏi nằm thiếp đi. Lúc này, Châu Minh Cho ra tay sát hại đồng hương. Sau khi gây án, Trong Minh Cho lấy một số tài sản của Hang Tông Cúc rồi lái xe hơi của nạn nhân bỏ đi. Sau đó, bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ ở quận 2. Hiện vụ việc đang được công an điều tra mở rộng.